Nay làm món ghẹ nấu cháo. Giờ mình lấy mình cắt ra nha, cắt ra mỏng mỏng rồi cháo chín rồi để vô. Cắt rồi nhuyễn hồi xào mỡ. Đây mình bắt nồi cháo rồi, đặng mình nó bắt gạo lên nấu cháo nha quý vị. Đây mình nấu cháo, nồi cháo sắp nở nhừ rồi đó quý vị ơi. Gà hai hành, hai hành vô phi hành làm cháo vẹm vẹm nấu cháo. Đây là vườn rau, đây vườn rau của nhà trồng, đây đây là liếp mùng tơi, trồng mấy cây anh long ha. Đây là trồng liếp hành với rau cải trời, trồng rau nhà trồng, rau nhà trồng à. Clip này trồng hành với trồng cải, cải ngọt, trồng nhà trồng ăn quý vị ơi. Giờ đại dịch Covid rồi, đi chợ làm biếng lắm, có rau ăn rau đây ha, có rau ăn rau, có tận dụng ở quê nhà đây, hạn chế đi chợ. Đây là cọng rau bùn ngót ha, hồi hái vô làm trong để vô tô mình múc cháo rau nặng ha. Còn đây là mấy cây mồng tơi xanh tốt nè bạn nha quý vị, tự nhiên nha chứ không có tưới thuốc phân gì đâu nha. Giờ bẻ cây bùn ngót rồi đây, hồi vô làm tô cháo mình vẹm mình ăn ha. Đây là mấy cây tiêu quý, giờ mình chặt ít cọng chùm ngay ha, lá chùm ngay vô mình làm rau lót vô cái tô mình đổ vô mình ăn với cháo vẹm ha, vẹm nấu cháo nha. Đây mấy cây chùm ngay đây, lấy ra mình xử luôn đi, xử xử mấy đọt non nè. Đó. Nồi cháo mình nó nhừ rồi đó quý vị ơi. Giờ mình thử tỏi hành ha. Với lại để cho hành nó vàng. Chứ vậy tỏi hả? Nãy thấy hành. Giờ để tỏi, tỏi thử tỏi cho nó vàng. Vàng rồi để bao vẹ mình cắt ra vậy. Đó. Và thơm phức ha. Ui. Quá thơm. Nêm đường một ngọt vô. Rồi để hành vô. Xào tiếp tục, quá thơm. Xong chưa? Xong nhắc xuống hả? Rồi đầu để vô nồi cháo quý vị ơi. Đó, nồi cháo mình sắp hoàn thành rồi đấy, quá thơm. Vậy mình lặt rau bỏ vô tô, tô cái múc cái cháo ra còn nóng ha, vừa để thêm miếng tiêu vô,
Rồi giờ mình lặt ra quần ngót với lá chùm ngay bỏ vô mấy vị. Rồi cháo đang nóng mình múc vô luôn. Múc vào tô. Múc vô tô cái đầu mà mình gắt tiêu lên cái nữa là quá ngon. Đây, tô cháo mình sắp hoàn thành rồi đây. Xay tiêu đổ vào nữa là ngon nhé quý vị. Tiêu, quá tiêu ha. Tô cháo vẹm, thơm ngon. Quá nóng ha, để tiêu lên trên nữa, thơm quá thơm luôn. Đây. Đây. Quá ngon. Chà, cháo nóng hổi vừa thổi vừa ăn ha. thơm quá. Nóng à. Mời quý vị. Nóng quá nóng. Ngọt quá. Này con ghẹ nào, này miếng ghẹ nào. Vừa nóng. Vừa nóng vừa thổi. Vừa thổi vừa ăn. Mời quý vị. Quá ngon. Nhìn vừa ăn luôn. Ăn đổ thôi kìa. Này ăn dắt trưa chiều gì cũng phù hợp đó nha vậy. Này ăn giải cảm với nhiệt rồi thời đại Covid. Tăng cường sức khỏe ăn nhiều em. Ăn quá. Rồi mời các bạn. Ngon quá vậy à. Gạo ha, gạo ghẹ rồi ha. Vừa nóng. Nóng quá thì thổi ăn đổ mồ hôi luôn rồi. Ngon quá. Nếu có dịp nào các bạn mua, nhớ mua ghẹ hay gì ra nấu cháo ăn thử cho biết nha các bạn. Còn mấy liên hệ với mình cung cấp cho em cung cấp thức ăn quẹm quẹm nấu cháo thôi. Giờ mình ăn cháo quẹm xong rồi về. Rồi quý vị giờ các bạn gắp clip sau lên mình ăn hết cái tô quẹm này nha quý vị. Chào và hẹn gặp lại nha. Chào.